Sứ Quang, sứ Quang hồi xưa lâu lắm rồi, anh có đi vô đó một lần, xưa lâu lắm rồi. Là ông cậu anh ông chợ, ổng là người địa phương á, ổng là người Đà Lạt, ông chợ vô sứ Quang á, đẹp lắm. Ừ, nhìn xuống mà cái đường đi trên này, đường đi vô hầm nhà sứ Quang là đẹp nhất luôn. Ừ, mà đứng trên này mà nhìn xuống hồ á Khoa. Ủa sao cái này đẹp quá nè, nhìn chưa? Ừ, cái này. Mấy cái núi gì nhỏ 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 vậy không? Giống như con ta. Cảnh đẹp quá các bạn ơi. Đó, không các bạn không? Đây ra được hay không? Đúng là thiên nhiên ban tặng. Ừ. Thiên nhiên tuyệt vời, chả có cái đạo nào hơn cái đạo mẹ tôi. Anh thấy à, xung quanh nó núi núi này, núi này nó bao xung quanh cái hồ. Ôi giời ơi, làm như bố của chàng Nga đi. Cứ phải ở cuối, nhưng mà bằng trượt đến tổ 7, tổ 8 rồi, tổ 7 rồi. Wow. Bây giờ nó đi vòng và nó vừa sang đấy, cả sáng nó nhìn. Có nhìn đẹp đá, à. Nhìn cảnh. Ở đây nó đáng vừa đấy, nó đã xấu tổ luôn mà. Đáng chuyến lao động tổ 8 mới đi, mới giờ nó bằng chuyến trượt. Ông có làm rồi mình. Đây là cậu mình anh. Nãy giờ mình đi xung quanh cái trồng. Giờ này đi đứng đẹp thì nắng nó chiếu nắng nó nhẹ nó nhẹ nhẹ đẹp. Có tụi em chụp cái máy này chụp đủ không? À thấy rồi đúng rồi. Đó, hay quá. Đang cứ nhìn ra nó giống như là một cái kiến bình voi vậy. Ờ, nó giống voi, cái voi. Mọi người có một cái nhìn khác nhau nhưng mà đúng là cái đầu là trên cái đầu rồi đó. Đầu có mắt ra chụp chụp. Dạ, chụp chụp chỗ này mới đẹp hay chỗ này. Ừ. Lấy điện thoại quá. Để điện thoại đi. Đi điện thoại á, điện thoại. Điện thoại này không biết lối kìa. Đây nè nè. Wow, trời cánh rộng nè. Đây. Mình quay lại. Thôi cái đều đến. Không, ý là được.
Nè 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 nè. Chúc chị cho chị chụp cái biết chị. Chắc chị biết xài iPhone đúng không chị? Dạ. Chị máy nào chị? Ở đâu? Anh thấy mà. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Wow. Wow. Rêu. Trong nước chỗ này trong nước hoa. Chị đó là chị tên Điểu gì nha, quán chụp công như anh mới quay qua đó. Con gái lúc nào gặp anh vợ bà có chơi con gái. Nếu mà thường mà đấy à. Trời ơi, chị chụp nghệ thuật nghe giữ đi, đừng nói chuyện cho em đi chứ. Biết ai đâu. Em. Chị nhát nè. Em nè. Em nghe đồng hồ em nè. À, để mà mất luôn. Chụp sao mà có cái hình. Em hiểu sao tự nhiên có cái hình này hay dữ vậy. Model hình hả? Model đồng hồ. Em kiểu thích kiểu này lắm. Em thích kiểu hình này lắm. Vô cùng thích. Wow, đẹp quá nè. À, em chưa có số chị, còn số em nha. Cái gì? Em chơi lô thì chị gửi em đó. Nè, ví dụ hình này chưa em chụp nè. Cái này thích chị, cái chụp hình kiểu này. Cái này là cả nước rồi đâu em. Muốn đuối gì vậy? Nếu để Linh, đâu? Là sao? Nếu thấy Linh, để Linh. Nếu tụi con máy xuống nãy. Vâng. Bức tường thành tượng trưng cho đại cổ Việt mình, bao bọc xung quanh thành núi lớn. 1% thì 1% là muốn tắt cái gì? 1% thì nó muốn tắt rồi chứ còn gì. Nước mũi tình. Hai bên khác để vô tiếp tục kim chính. Kim này mà cũng hết pin nữa hả? Cái máy này á? Có. Máy này em có quay không? À, này nãy có quay xíu. À. Chục luôn mà. Ừ. Em mua nó 3 cục pin. Pin một cục pin xịn, hai cục pin lô. Chơi nó đã. Pin xịn thì nó lâu hơn phải không? Ừ. Lâu xịn. Anh thấy không? Trời nó dùng nó phẳng ghê trời. Nó rớt xuống mình nghĩ rồi. Giống như là mình sợ nó rớt xuống á. À. Đâu chị? Đó hả? Đó hả? Wow, đúng rồi, năm ngón chân nha. Đây núi Linh à. Đây hả? À núi Địa Linh đây. Di sản chàng An dạ, núi ơi, lỡ mà có Linh như vậy thì cầu cho bốn người con hồ mọi người lúc nào cũng hạnh phúc. Đúng rồi. Sức khỏe chứ. Học tụi con cảm ơn sức khỏe. Này con cháu ở đây. Sức khỏe chứ. Con này là trong phim Trường Công. Con Kim Công với con Khủng Long đánh nhau bãi đất tài. Ở đây hả? Kim Công đó là tay ở cái chỗ này trong phim là bàn tay máu. À đây. Wow, thì ra Kim Công. Và trước mặt chú này là kia là hai quả núi là tượng trưng hai con voi của nhà Trưng và Chắc. Giống rồi. Đấy là quay phim nhất, cảnh lần cực thăng quay đi quay lại phim mấy tuần cái đấy. Cái đi ở bên dưới là máy cứ quay trên đầu thì cô cháu mình luôn thì em Wow, đây là